Xin chào mọi người, mình là Mai Uyên đến từ Achieve Beauty VN. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới với mọi người những thông tin cực kỳ quan trọng ngay tại dự án We Hai Thảo Điền. Đầu tiên tôi muốn chia sẻ tới một thông tin cực kỳ quan trọng mà anh chị sẽ cần biết, đó là tuyến metro sẽ được dự kiến đi vào hoạt động trước ngày 2 tháng 9 năm nay. Điều này không chỉ tạo ra một tiện ích cho cư dân We Hai Thảo Điền mà còn tăng thêm giá trị cho dự án. Thêm một thông tin ngoài lề nữa, đối với quý anh chị là dự án Lumiere Riverside sẽ được dự kiến bàn giao vào 30 tháng 9 năm nay. Đó là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ tới quý anh chị. Ngoài ra, ở khu vực riêng và khu vực We Hai Thảo Điền thì tôi xin cập nhật giá bán. Đối với căn 2 phòng ngủ thì giá đã đang có là dao động từ 6 tỷ cho đến 6 tỷ 2 căn 2 phòng ngủ diện tích 72m2. Đối với 3 phòng ngủ view sông trực diện có 100 và 112m2 thì giá dự kiến dao động từ 12 tỷ rưỡi tới 13 tỷ rưỡi. Đối với chủ chục căn thang máy riêng và bàn giao cao cấp vượt trội hơn thì giá 3 phòng ngủ hiện tại dao động từ 14 tỷ cho đến 17 tỷ và 4 phòng ngủ thì dao động từ 27 tỷ. Trên đó là những thông tin cập nhật giá bán tại We Hai Thảo Điền. Nếu như anh chị có nhu cầu xem căn hộ hoặc là cần em gửi thông tin chi tiết về dự án thì anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0905 007 503. Chúc anh chị có thể tìm được căn hộ vừa ý ngay tại khu vực Thảo Điền. Xin chào và hẹn gặp lại!